Hôm nay là ngày tân niên của Hội Võ Bị Đà Lạt, tức là ngày nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng. Mục đích của chúng tôi chọn ngày hôm nay nó cũng có một cái một ý, một rục ý nữa là chúng tôi đã chọn đúng ngày Valentine để cho tất cả các anh em võ bị được đoàn tụ, hàn huyên tâm sự và đồng thời để tỏ một mối tình với những người vị phu nhân. Và kính thưa quý vị đồng hương, kính thưa quý khán giả của đài BVN, chúng tôi là cựu sinh viên sĩ quan Võ Minh Hòa khóa 21, là đương kim hội trưởng của Hội Võ Bị Đà Lạt, Houston, và kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Tôi là Bích Ngọc, vợ của anh Vĩnh Quốc khóa 16 Đà Lạt. Tôi cũng được hân hạnh là các anh chị em trong ban tổ chức mời tôi trong ban tiếp tân để mà tiếp tân ngày hôm nay. Xin kính chào toàn thể các quý vị đến hôm nay để mà dự cái buổi tiếp tân của ngày xuân Bính Thân năm 2016. Chúng tôi, cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Quang khóa Mai, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, theo truyền thống thì hàng năm chúng ta có dịp gặp nhau trong dịp đầu xuân. Thì năm nay Hội Võ Bị Hữu Tân tổ chức tiệc mừng xuân đúng ngày mùng 7 và trước thềm năm mới. Chúng tôi thay mặt cho Hội Võ Bị Hữu Tân xin gửi đến toàn thể quý vị an khang và hạnh phúc trong năm mới. Và hôm nay cũng là ngày Valentine, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị một ngày lễ tình yêu trọn đời hạnh phúc bên nhau. Xin cảm ơn. Cảnh Trước Hồng, đây là anh Hoàng Dũng, là một trong những hậu duệ của Võ Bị Đà Lạt. Hoàng Dũng xin chào tất cả toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình của đài BYN TV. Hoàng Dũng là một hậu duệ của các bác trong Hội Võ Bị Quốc gia Đà Lạt tại Houston. Hôm nay Hội Võ Bị Quốc gia Đà Lạt Houston tổ chức Xuân Bính Thân ngày Tết và Valentine cùng một lúc. Quý vị nhìn xung quanh có khoảng 45 bàn, khoảng 450 người, có tất cả ba thế hệ, thứ nhất, thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba đến đây để chung vui và cầu mong sao cho đất nước ta có một ngày được an lành và hòa bình. Xin kính chào quý vị. Trong cái buổi lễ
tân niên của võ mị Mũi Tên Đà Lạt. Chúng tôi có cố ý là để chọn cái ngày 14 tháng 2, tức là nhằm ngày Valentine Day. Đây là cái dịp để chúng tôi, thứ nhất là các hội viên của hội võ mị có dịp để hàn huyên tâm sự. Và sau đó chúng tôi muốn tạo một cái không khí tình tự hơn để cho các vị quý vị dầu tình đã già nhưng mà vẫn còn nồng nàn như thở ban đầu. Tôi, cựu sinh viên sĩ quan Bạch Văn Trường khóa 12, được anh em hội trưởng võ bị và ban tổ chức mời đại diện gia đình võ bị phát biểu lời chào mừng và chúc Tết đến toàn thể quý vị. Gia đình võ bị hân hoan chào đón và trân trọng cảm ơn quý vị đã thương mến hội võ bị, dành thì giờ quý báu đến dự tiệc xuân với chúng tôi hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị và gia đình năm mới Bính Thân 2016 dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và vạn sự tốt đẹp như ý. Thưa quý vị quan khách, nhân dịp xuân về, tôi xin nói đại diện cho gia đình Mũ Đỏ. Trước tiên thì phải nói là về cái quà lưu niệm này. Của đó tôi với bố tôi chụp kỷ niệm là trường đào tạo ra sĩ quan của trường võ bị. Thì tôi lấy hai bức hình này sang đây nhân dịp này tôi xin tặng cho hội võ bị để làm kỷ niệm. Tôi nghĩ rằng hai bức hình này ở bên này không có. Tại cái hình này hồi đó tôi chụp cũng tôi chưa vào lính. Thì nên tặng lại cho anh đến trường. Đoàn phụ nữ Lương Viên chúng tôi rất hân hạnh được ông hội trưởng và ban chấp hành đã trao tặng cái tấm lắc này. Nhân danh đoàn trưởng đoàn phụ nữ Lương Viên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn hội võ bị và ông hội trưởng cùng tất cả các anh chị em trong ban chấp hành. Thank you.
với quý vị khán thính giả đài truyền hình hôm nay, đó là chúng ta có cái đội hậu duệ võ bị Đà Lạt. Chị Tâm My xin cho biết cái cảm nghĩ của chị và chị đang sửa soạn mối bằng gì đây. Dạ, xin chào chị Tuyết Hồng, xin kính chào quý khán giả của đài BYN hậu duệ võ bị. Hôm nay các chị em tập múa rất là trong thời gian rất là ngắn để trình diễn và tặng đến các bác và các quý khách tham dự và em đi chùa Hương. Thì đây là các nàng chuẩn bị đi chùa Hương. Năm mới Phương Tuyền xin đại diện hậu duệ của võ bị Đà Lạt xin kính chúc đài BYN luôn vững mạnh, vững tiến và ngày càng thành công. Chúc nhiều may mắn. Cảm ơn. Dạ, em rất vui được gặp các bác, tất cả các bác ở đây. Mọi người rất là hân hoan chào đón một buổi tiệc tân niên của võ bị. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bói xuân về trang lá. Yeah.